Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có một năm mới thật mạnh khỏe, vui vẻ và bình an. Và xin chúc cho em Nguyên Anh luôn luôn là những người đi đầu trong công việc kinh doanh của mình và luôn luôn tạo động lực cho những người anh em kế bên. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại năm sau nữa, chắc chắn năm sau xây 8 cái nhà hơn tới nữa. Xin cảm ơn rất nhiều.